Chúng ta đang đến với bản tin 10 phút cập nhật. Bản tin được phát sóng vào lúc 22 giờ hàng ngày trên kênh VTC1. Thưa quý vị, trao đổi với phóng viên VTC về hàng loạt nội dung giải pháp mới thể hiện quyết tâm dẹp nạn SIM hay tin nhắn rác, cơ quan quản lý cho biết có khoảng 36.000 điểm kinh doanh cá thể SIM lưu động như quán trà đá, cửa hàng bán lẻ sẽ bị rà soát lại điều kiện và có nguy cơ bị ngừng hoạt động. Bên cạnh đó, hơn 80 triệu thuê bao di động hiện tại sẽ phải đăng ký lại thông tin cho chính chủ vì đều có thông tin sai. Đây sẽ là một trong những nội dung nóng được bản tin ngày 10 tháng 5 cập nhật bên cạnh một số thông tin sau đây. Grab xe trở thành dịch vụ đi chung xe trên ứng dụng đầu tiên tại Việt Nam. Viettel đạt gần 3 triệu thuê bao 4G. Apple đạt giá trị vốn hóa 800 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê chưa đầy đủ từ Cục Viễn thông và Bộ Công an, Việt Nam hiện có khoảng hơn 80 triệu thuê bao di động sai thông tin cá nhân. Điều này đã gây khó khăn không nhỏ cho cơ quan quản lý trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Chính vì vậy thì trong vòng 12 tháng kể từ ngày Nghị định 49 có hiệu lực từ ngày 24 tháng 4 năm 2017, các doanh nghiệp viễn thông phải rà soát, chuẩn hóa toàn bộ thông tin thuê bao bị sai và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tin chính xác, đầy đủ của toàn bộ thông tin thuê bao di động được lưu giữ. Anh Lê Văn Đài, chủ đại lý SIM thẻ cấp 1 của các nhà mạng vừa nắm được thông tin, sẽ không còn hình thức điểm giao dịch được doanh nghiệp viễn thông ủy quyền cho các hộ kinh doanh theo điều khoản sửa đổi trong Nghị định 49. Như vậy, nhiều đại lý cấp dưới của anh có thể sẽ phải đóng cửa trong thời gian tới. Ảnh hưởng thì rất ảnh hưởng và ảnh hưởng đã từ lâu rồi là cái việc cho các đại lý nhỏ. Đó là điều rất khó vì bây giờ để thành lập một công ty lại phải cõng theo một số chi phí rất lớn. Theo thống kê chưa đầy đủ, cả nước có khoảng 40.000 điểm cung cấp dịch vụ SIM thẻ, trong đó hơn 90% là của các hộ kinh doanh cá nhân. Đó là các quán trà đá, cửa hàng điện thoại hay điểm tạp hóa, chưa có ủy quyền, kinh doanh tự phát. Đây cũng chính là nguồn nguyên nhân chính yếu khiến cho đa số SIM thuê bao di động hiện tại có thông tin khai báo cá nhân không chính xác. Hiện nay chúng ta có khoảng độ 120 triệu thuê bao, thì 95% trong số đó là thuê bao di động. Và theo đánh giá của cơ quan chức năng thì cũng phải hơn 75% số đó là thông tin thuê bao không chính xác. Có nghĩa là chúng ta có đâu đó chừng khoảng độ 80-90 triệu với thông tin thuê bao không chính xác. Bà Lê Thị Ngọc Mơ cũng cho biết, sau khi nghị định mới có hiệu lực, hàng chục triệu thuê bao này cần đi đăng ký lại thông tin. Tại vì thời gian qua các đại lý nhiều khi cứ dùng SIM của chứng minh thư của người này để mà đăng ký SIM xong bán cho người khác. Nên bây giờ là vấn đề chính chủ. Ngoài ra là vấn đề là Bộ Công an cũng yêu cầu bổ sung một số trường thông tin mà họ thấy cần thiết, ví dụ như là nam nữ hay là quốc tịch. Thế thì bây giờ thì chắc là đa phần là người sử dụng phải đi đăng ký lại thông tin thuê bao. Thì với khoảng 40 đến 60 triệu người như thế thì thực sự là làm sao để cho tất cả mọi người hiểu được đây là vừa là quyền lợi vừa là trách nhiệm để mọi người đi đăng ký. Rõ ràng đang có mối liên hệ giữa 90% số điểm đăng ký thông tin thuê bao là của cá nhân, tương đương 36.000 điểm, với 75% cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao bị sai, không chính xác. Trước mắt, các doanh nghiệp viễn thông sẽ có 3 tháng chuẩn bị để ra soát thanh lý hợp đồng và xây dựng lại hệ thống phân phối thuê bao, đồng thời thông báo cho người dùng đăng ký lại thông tin nếu chưa chính xác. Sau 12 tháng kể từ ngày nghị định có hiệu lực, nhà mạng sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của toàn bộ thông tin thuê bao di động được lưu giữ. Cũng liên quan tới lĩnh vực viễn thông, tới đây thì Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thực hiện đấu giá 4 giấy phép tần số vô tuyến điện tương ứng với 4 khối băng tần cho 4G và nguyên tắc là mỗi doanh nghiệp chỉ được trúng đấu giá tối đa 1 khối băng tần. Giấy phép sử dụng tần số sẽ có thời hạn trong vòng 15 năm. Doanh nghiệp trúng đấu giá khi triển khai hệ thống thiết bị vô tuyến điện phải tuân thủ điều kiện sử dụng băng tần. Tuy nhiên, để tham gia đấu giá, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông phải đảm bảo một số điều kiện của Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra. Tận dụng nền tảng dịch vụ sẵn có GrabCar, tính năng GrabShare vừa được Grab ra mắt cho phép hành khách dễ dàng tận hưởng chi phí rẻ hơn đến 30% so với dịch vụ đặt xe thông thường. Được biết thì đây cũng là dịch vụ đi chung xe trên ứng dụng đầu tiên có mặt tại Việt Nam.
Theo Grab Việt Nam, với tính năng mới tích hợp trên ứng dụng sẵn có Grab, không chỉ hành khách có cùng lộ trình được sử dụng dịch vụ rẻ hơn so với phí đi GrabCar thông thường, tài xế của quốc xe đi chung còn nhận được thu nhập cao hơn nhờ kết hợp hai lệnh đặt. Thông qua việc khuyến khích hành khách chia sẻ hành trình, GrabShare giúp tăng hiệu quả vận hành xe và giảm số lượng xe lưu thông trên đường, từ đó góp phần giảm ùn tắc giao thông và giảm lượng khí thải gây ô nhiễm môi trường. Đánh giá về tính năng mới này, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, GrabShare phù hợp với chủ trương trong ứng dụng cách mạng công nghệ 4.0 để cải cách phương thức vận tải theo hướng không tăng số lượng phương tiện nhưng tối ưu hóa được hiệu quả sử dụng phương tiện. Đây là một gợi ý tốt để giải quyết được vấn đề xe dù bến cóc tại các thành phố lớn. Sau Thành phố Hồ Chí Minh, GrabShare dự kiến sẽ được thử nghiệm tại Hà Nội vào tháng 6 năm nay. Trước phản ứng của dư luận với quy định mới về bảo mật sử dụng ngân hàng điện tử, Ngân hàng Vietcombank đã lùi thời hạn áp dụng các điều khoản của quy định mới này và theo các chuyên gia bảo mật thì sẽ rất khó khả thi nếu ngân hàng chỉ lùi thời hạn mà không xem xét sửa đổi nội dung. Trao đổi với phóng viên VTC, chuyên gia bảo mật cho biết, trong quy định của Vietcombank có hai điều đáng chú ý, đó là người dùng dịch vụ ngân hàng điện tử không được truy cập vào mạng nội bộ không an toàn và phải đảm bảo thiết bị đầu cuối không có mã độc. Tuy nhiên, đây là hai quy định rất khó áp dụng cho người dùng, bởi vì ngay cả chuyên gia bảo mật cũng không thể đảm bảo được an toàn cho điện thoại của mình. Các chuyên gia bảo mật cho rằng, để đảm bảo cho các giao dịch được an toàn, cần có sự phối hợp từ phía ngân hàng và người dùng. Ngân hàng phải đưa ra dịch vụ tốt nhất và phải có giải pháp bảo vệ khách hàng của mình, chứ không nên quy hoàn toàn trách nhiệm cho người dùng. Kinh nghiệm của các nước trên thế giới cho thấy, ngân hàng không quy trách nhiệm cho khách hàng mà họ mua bảo hiểm khi giao dịch điện tử cho khách hàng. Tiếp theo chương trình là một số tin tức đáng chú ý khác. Viettel cho biết, tính đến đầu tháng 5 năm 2017, tổng số người dùng 4G của mạng này đạt gần 3 triệu khách hàng. Sau khai trương mạng 4G, tốc độ phát triển khách hàng sử dụng 4G của Viettel nhanh gấp 1,5 lần so với thời gian thử nghiệm trước đó. Số khách hàng 4G phát triển mới tháng 4 năm 2017 lên gần 400.000 người. Cùng với đó, lượng SIM 4G được nâng cấp từ SIM 2G, 3G của nhà mạng cũng tăng 43%. Tổng số SIM 4G được nâng cấp trong tháng đạt gần 470.000 SIM. Thương hiệu màn hình chiếu quang học DMP đến từ Đan Mạch đã chính thức có mặt tại Việt Nam để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và người dùng trong nước. So với màn chiếu thông thường, màn chiếu quang học có nhiều đặc điểm nổi trội hơn, mà quan trọng hơn là cả lọc được các tia sáng phát ra từ máy chiếu và môi trường xung quanh, từ đó nâng độ tương phản cho màn chiếu lên tới 7 lần. Màn chiếu quang học của DMP sẽ có các kiểu chiếu gần, chiếu sau, chiếu trước và nhiều kích thước khác nhau. Màn hình quang học này có kích thước lớn hơn nhiều so với màn hình TV, sáng hơn nhiều so với các màn hình chiếu thông thường. Chuyển sang các tin tức quốc tế, mạng xã hội Facebook vừa chính thức giới thiệu một phương thức dịch thuật mới có tốc độ đọc hiểu nhanh gấp 9 lần so với các đối thủ cùng lĩnh vực của mình. Phương thức này sử dụng mạng neuron xoắn, nghiên cứu nhiều phương diện của dữ liệu một cách liên tục, giúp nó xây dựng một cấu trúc có logic hơn, chứ không đơn thuần là dịch từng chữ rồi ghép chúng lại thành một câu. Hiện tại sản phẩm này mới chỉ dừng lại ở giai đoạn nghiên cứu, đồng nghĩa với việc phương thức này chưa được tích hợp vào bất kỳ ứng dụng nào của Facebook. Internet với nguồn thông tin gần như vô hạn trong mọi lĩnh vực đang ngày càng đóng vai trò không thể thiếu trong thời đại số. Chỉ với một thiết bị kết nối Internet như điện thoại thông minh, người dùng có thể tìm kiếm và truy cập bất kỳ thông tin nào. Tuy nhiên, các thông tin trên Internet, đặc biệt là các thông tin y tế lại không hoàn toàn chính xác, đôi lúc lại sai sự thật, đem lại hậu quả khôn lường cho những người không chịu tìm hiểu kỹ. Để khắc phục điều này, thì các nhà nghiên cứu thuộc Trường Đại học Nam California của Mỹ đã tung ra một ứng dụng trên điện thoại thông minh giúp cho các bệnh nhân có thể tiếp cận thông tin y tế thông qua một bác sĩ ảo. Hiện tại, bác sĩ tim mạch Leslie Sexton không thể có mặt ở mọi nơi mọi lúc để trả lời câu hỏi của các bệnh nhân. Thế nhưng trong tương lai, bản phân thân ảo của bà lại có thể. I'm cardiac electrophysiologist Dr. Leslie Sexton. Ứng dụng smartphone DocOn được phát triển bởi Trường Đại học Nam California của Mỹ nhắm tới việc cung cấp cho bệnh nhân một nguồn thông tin y tế tin cậy từ nguồn chuyên nghiệp thay vì những thông tin trôi nổi trên Internet. Okay, well, what is atrial fibrillation? Theo bà Sasson, các bác sĩ ảo sẽ là chìa khóa cho công cuộc cá nhân hóa việc chăm sóc y tế. Tôi có thể liên tục nâng cấp phiên bản ảo của mình, khiến nó trở nên tốt hơn. Tôi đáng lẽ có thể làm sẵn nhiều đoạn phim, nhưng với cách làm này, tôi có thể nghiên cứu về bệnh nhân và bệnh qua thời gian.
Trong tương lai, bà Saxon hy vọng những công nghệ kiểu này sẽ không chỉ giúp trả lời câu hỏi của bệnh nhân, mà còn có thể thu thập các dữ liệu y tế quan trọng thông qua các cảm ứng của smartphone, giúp các bác sĩ có thêm phương thức mới để giám sát sức khỏe khách hàng của mình trong thời đại số. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin 10 phút cập nhật ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và mong được tiếp tục chào đón quý vị ở những bản tin công nghệ tiếp theo.